mày dinh các bạn ơi. Cái nào? Để tôi biết. Khoan, cần có. Đúng rồi. Không phải, cái cần thằng đen. Nó đó. Cái hàng em ơi, Nó đó. Con này bự á. Trời. Nó đó, mất luôn cái cục bay rồi. Lên hàng ơi. Đó, bay coi. Đổi tay bay nè. Nó mất luôn cái cục kia rồi. Đó. Quay nó đã tả rồi nè. À hết. Ê, vô trong hộp á, mình vô trong hộp á, lấy cái tay quay mới. Từ từ quay vô thôi, đắt đắt gì đó. Ủa, cái hộp chỗ nào ta? Cái hộp đó. Ừ, đồ mẹ đồ nghe vô trong đâu rồi ta? Đây nè. Tay quay đâu bạn? Có thầy đó. Đâu? Hả? Cái cống rồi đó. Cống nào? Cống đậy trong đó. Cống trong cái bọc á. Rồi, đẩy mẹ rồi. Ép quá mà cái mẹ. Thấy rồi. Thấy chưa? Hả? Thấy rồi. Thấy còn. Thấy rồi. Giỡn chứ mà bắt cá sao thấy bạn. Bịt đeo. Cá kìa, coi bắt cá nè, cá tả nè. Cá tả nè, vô vậy, cá tả. Vô vậy. Trời ơi, con cá lớn ghê luôn. Ừ. Trời ơi. Được mẹ. Con cá. Được. Ừ. Trời ơi, con cá. Gì gì đây? Con cá 10 tạ. Trời. Cá 10 tạ luôn kìa. Thành trên nữa nè. Ngon ha. Nó thành trên mà. Hãy để mình lấy cái tay quay khác. Đỉ. Cá mè các bạn ơi. Hôm nay là chủ yếu còn có mè thôi, vui là chính thôi. Mà lên cá rất là mười luôn á. Cái mè đó ngọt đó. Ăn sáng gì chưa? Đang quay gì đây, nó làm cái bóc cái tiếu lắm. Ngon. Chào các bạn. Hôm nay giao lưu với lại giao lưu với giao bán nè. Lên đây hàng nha, lên hàng coi. Lên hàng luôn. Qua giới thiệu nó mèo cá lên hàng luôn. Nhẹ thôi. Cái hàng luôn. Thiệt. Cảm giác thật là dưới mốt thiệt. Chưa gì hết trơn cái hàng luôn rồi. Có hàng rồi. Thôi bị lì luôn á, con có bự á bạn ơi. Bự các bạn. Cần chứng minh nữa không? Đúng rồi. Đó. Để lấy lại cái nồng. Cảm giác là dưới mốt. Đúng rồi. Cảm giác là vô mốt. Hôm nay bằng hậu nhường camera lại cho đam mê con cá nha. Đam mê con cá review cho bằng hậu giao lưu. Đây là bằng hậu của camera kênh Châu Sinai nha. Đây, hôm nay mình giao lưu với bên Châu Đinh Hoàng Minh. Đinh Hoàng Minh mọi người. Đam mê con cá. Đó luôn rồi. Bạn con cá. Tôi xin gửi lời chào đến tất cả mọi người trong ngày hôm nay nha. Thì tôi xin gửi lời chào đến anh Đinh Hoàng Minh trong kênh Đam Mê Câu Cá. Ngày hôm nay thì anh em mình để giao lưu với kênh của anh Đinh Hoàng Minh. Thì như tất cả mọi người cũng biết là anh Đinh Hoàng Minh thì đã có rất là nhiều clip cũng như là đã có kinh nghiệm trong việc câu cá rồi nha mọi người. Và đặc biệt là anh chuyên về làm mồi câu cá. Đó, nếu như tất cả mọi người muốn biết những loài mồi nào cấu các loài cá như thế nào thì hãy vào kênh Đam Mê Câu Cá của anh Đinh Hoàng Minh thì sẽ có được tất cả là những cái chi tiết mà anh sẽ trình bày và giúp cho mọi người biết được cái cách câu cá như thế nào. Thì như mọi người cũng thấy đây, ở đây là rất là đông anh em đi chung trong team của anh Đinh Hoàng Minh đang câu cá đây. Thì như mọi người cũng biết đó,
là đã có rất rất là nhiều mồi này. Quay cho tất cả mọi người cùng xem này. Đây, nếu mọi người thấy thì anh Đinh Hoàng Minh sẽ cho anh mọi người biết cái chi tiết là cám này là được trồn với cái gì anh à. Tại vì cám hôm nay nó đơn sơ lắm, không có gì nhiều đâu. Cái này có cám gà rồi cám tanh thôi. Vậy thôi, cám gà cám tanh trộn lại câu thôi. Mọi người đặt chân để mình loại câu cá. Cái này là câu cá mè trôi chép rồi phi mè thôi. Rồi con cái cám này là cám gì cũng vậy luôn, chỉ có bắp với khoai lang của chua thôi. Rồi câu hai loại đó lăng xe, còn cái đây là cá mè. Con cái loài cảm đó kia. Cái đó có một hệ với cái này luôn. Hai cái là chung với nhau luôn á. Cái này chỉ trộn thêm thôi, để bóp vô chung thêm thôi. Tất cả các bạn muốn biết cách chi tiết để làm cái mồi này thì mình sẽ được để đường link bên dưới cái kênh của Đinh Hoàng Minh nha các bạn. Thì để cho mọi người tham khảo về cách chi tiết, cách làm mồi để loại cá này. Rồi nếu mà bạn nào á muốn ơi, nếu mà bạn nào á mà muốn mua mồi câu cá thì hãy liên hệ với anh Đinh Hoàng Minh. Mình sẽ để số điện thoại dưới kênh của mình nha. Mình sẽ để số điện thoại của anh Đinh Hoàng Minh dưới clip của mình để cho tất cả mọi người cùng biết. Để khi mọi người khi đi câu cá không cần phải là làm mồi nữa, chỉ cần nhấc số điện thoại lên alo một cái là sẽ có hàng ship ngay trong vòng từ 1 đến 2 ngày là sẽ có cái cảm để cho anh em câu nha mọi người. Thì đó là tất cả những cái gì mà anh em mình muốn chia sẻ cho tất cả mọi người cùng xem. Thì ngày hôm nay thực tế luôn, anh em mình đến với anh Đinh Hoàng Minh thì cùng giao lưu và gặp gỡ với anh trong cái câu cá đam mê trong ngày hôm nay. Thì có gì thì anh em mình cùng sẽ xem clip rồi là có những cái gì hay nha mọi người. Đây các bạn, và đây các bạn. Hôm nay mình đi giao lưu với lại bạn Hậu là cameraman của kênh Châu Sinai. Và đây là Châu Sinai. Đó, các bạn nhớ like và share, ủng hộ đăng ký kênh, ủng hộ cho bạn Châu Sinai nha. Mấy bạn ấy đã sớm đạt 10k đăng ký nha. Rồi, cảm ơn mọi người nha. Chung lại là mình quen bạn Hậu cũng rất là lâu rồi, bạn Hậu cam đai mình cũng rất lâu rồi. Hôm nay cũng rất là vui để gặp lại. Tức lại là mỗi người mà mỗi cái đam mê khác nhau. Mình đi câu cá, bạn Hậu thì sở thích vui chơi, giải trí, ẩm thực hay là vui nhộn, dành cho niềm vui cho tất cả mọi người cùng xem thôi. Mọi người nhớ ủng hộ cho bạn Châu Sinai nha. Còn ai mà muốn thêm về một câu cá cứ liên hệ với mình, đam mê câu cá. Vậy thôi. Thì cùng nói với tất cả mọi người luôn thì anh Đinh Hoàng Minh thì nhà cũng ở gần cái sông Ui, cho nên như mọi người biết đấy là cái sông Ui mà anh em đang hiện tại đang câu này. Mọi người thấy cảnh quan nó rất là đẹp, rất tự nhiên. Và là nhìn vào đó thì một cái dãy núi nhìn như một phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ vậy mọi người. Thì ngày hôm nay anh em mình được trải nghiệm đến đây để xem thực tế câu cá như thế nào luôn. Thì mới vừa đây anh em mình vừa tới chưa được vài phút nữa thì đã có một con cá câu lên rồi nha mọi người. Thực tế luôn, mình cảm thấy là rất là hay. Thì giờ đây sẽ quay tiếp tục cho anh em xem những chuyện tiếp theo của hành trình của anh em mình như nào nữa, để xem ngày hôm nay có thành quả như nào nha mọi người. Nói chung là nhà mình cách Hồ Gia Ui á là tới 17 cây số. Thẳng là vậy. Gần lắm, cách 17 cây, nhưng mà có xa cái nào đam mê đi cũng tới à. Dù có đi xa có 200m hay 200km hay là nhiều hơn nữa, đam mê là mình đi thôi. Tại vì đam mê câu cá chỉ còn một chữ là sống cùng với đam mê. Chỉ có đam mê mới biết, mới hiểu được. Đó. Và những anh đây là những anh em đam mê của mình. Chào anh, thì anh thấy câu cá này nó có cái sự thú vị gì không anh? Nó nhiều thú vị lắm. Dạ. Kiên trì, kiên nhẫn là đam mê vui. Dạ. Nói chung là vui với anh em với câu cá chung bao giờ nó cũng vui đó. Vậy dù khi mà mình đi câu cá như vậy, cái mà quan trọng nhất để mà cho con cá nó kiếm tới được mồi là mình làm ở cái mồi nó có mùi vị như thế nào anh? Như quýnh mấy con cá trôi, cá mè là thơm, chua, tanh là nó cái dịch nó về. Đa số là mè với trôi là quýnh chua. Dạ. Là nó chịu. Tuy à, nó chịu hợp mồi mình là mới về. Dạ, đúng rồi. Chứ không á. Không phải là kêu nó mồi này. Mồi hai mồi dở, nói chung là hợp mồi nó về nó ăn, còn không hợp thì quýnh ngày cũng có. Dạ.
đây thật sự là quýnh không phải quýnh mè cũng có, quýnh chơi cũng có, đây là chuyên quýnh cha, đa số đi quýnh cha nhiều. Nhưng mà hôm nay phá lệ, phá lệ hôm nay thầy kêu đệ tử đi xuống quýnh cha là quýnh cá cha chứ không phải quýnh cha. Hôm nay xuống núi, núi có mè. À, như mọi người cũng thấy thì ở đây là cái giang câu cá là chỉ là mới là số ít thôi nha mọi người, còn một số giang câu để ở phía sau nữa. Nhưng mà anh Đinh Hoàng Minh thì nói với số lượng này thì cũng đã nhiều rồi, cho nên là đánh với số lượng này thì nó cũng đủ để mà đem về cái thành quả cho anh em đi câu trong ngày hôm nay rồi. Câu vui là 9 nhưng mà linh cá là 10. Linh cá là 10 nhưng mà cá mè không à. Câu được cá rất là hạnh phúc, rất là vui. Đây các bạn, đây là số cá từ hồi tối hôm qua giờ anh em mình câu. Đây tầm khoảng có chừng 5-6 kg gì đó. Rồi đó. 5-6 kg cá mè thôi, cá mè cá mè vinh. Hồi tối mình có lên được một con cá mè vinh gần ký á, nhưng mà nướng anh em mà anh em muốn bia nhậu rồi. Còn mình lên sâu nữa là. lên nướng 4 con cá chê. Con có lóc nướng mẻ con thon kìa, với lại một sâu ếch. Câu phải chục con á. À lá ếch ở đây luôn. Không hết nhà đem lên. ăn đi, ăn khuya. Ăn đi vui á, ăn vui á. Có nhóm lửa kìa. Nhóm lửa đi ăn vui thôi. Chục con á. Còn tí nữa theo thiếu ăn thì bắt cá lên nướng. Vậy thôi, đơn giản mà. Rồi là anh câu từ tối hôm qua tới giờ. Có cái câu từ chiều hôm qua tới giờ. Từ lúc 4 giờ chiều hôm qua tới giờ. Mẹ là hết mồi rồi. Chuẩn các bạn ơi. Cả đêm. Rồi đâu có ngủ được cái nào đúng không? Ngủ 2 tiếng. Mình cũng để như vậy luôn. Như vậy luôn. Khi nào mà nếu mà cá ăn thì sao? Kiếu có chuông báo. Báo. Còi hú như là cái xe cứu gì đó. Ừ. Thì cũng hay mọi người. Đó. Qua đây quay cho mọi người cần cần coi này. Mọi người xem này. Không biết cái chân nào vô đấy nhé. Đó, cái cần nào có máy là cứ kêu. Cần nào có máy là kêu. Con cục đen đen nó kêu. Đây là cái còi hú V1. Mà cái con cá nó kéo ra như này. Còi nó kêu. Đó, vậy đó. Đó khi cá nó kéo con dây là cái còi sẽ kêu. Mà khác nó đang thôi là cái còi sẽ không kêu. Đó, rất là đơn giản thôi. Đơn giản mà hiệu quả. Ừ, đó đó. Tôi chưa biết chơi cái kiệt là sao luôn á. Tôi cũng chưa biết luôn. Cái này cũng có kéo mồi nè, thả mồi không? Đúng. Lăn xe đó. Mấy cái cần mà có còi này là con lăn xe. Và mấy cần có khao kia là con cá mè. À. Nó khác biệt nhau phải không? Thật kia là nhớ hắn tất cả đúng không? Một dàn bên đây là con lăn xe và con trùm nho. Một dàn bên đây là con trùm nho, con cá mè là 4 cần con cá mè thôi. Bắt cá mè thôi. Vậy thì cậu lăn xe là cậu gì anh? Cậu lăn xe là có một lò xo á, cái đó có một con chùm lửa có 4 lưỡi. Là mình đánh con mồi giữa bên kia kìa, đó kia kìa. Rồi kim lửa vô cục mồi là cá nó ăn tới nó hút mồi quanh nó dính lưỡi. À cái cái lỗ nó đóng. Cho là dính cá thôi. Rồi. Vậy thôi. Còn có cái mẹ cũng y chang vậy luôn mà có phao. Mắt phao là có hàng. Mắt phao là có hàng. Con nào mà dính chặt thì kéo nó bờ thì còn nào mà dính mép thì kéo lưỡi chừng thì mất vậy thôi. Rồi. Nói chung là khi nó dính thì nó không bao giờ xảy, mà nó xảy rồi còn đâu có dính. Thì thẳng luôn rồi, hợp lý quá mà đây. Anh cho tôi anh biết là một cái cân này, ví dụ như hiện tại tụi anh đi đánh về là một cái cân này tụi anh mua trị giá bao nhiêu tiền? Từ 1,5 triệu đến 3 triệu cũng có cần chục triệu cũng có luôn, tùy theo người đánh đó. Hiện tại nói cái cần đó cái cục máy cái cần đó 2 triệu thôi, ấy 2,3 triệu 2,4 triệu là cục à. Cục máy này là cục máy 1,1 triệu cái cần này với cục máy này tổng mới luôn là hơn 2 triệu cần máy này 2 triệu hơn 2 triệu còn mấy cái cần kia này chỉ có 700-800 triệu đô la, còn như cái cần của mình bên đây là cái cần máy luôn chỉ có 1,5 triệu thôi. Cần đây qua Phantom Shopper Thái Lan. Nhập từ Thái Lan.
có nhập đồ không? Không quá hớp. Vậy thì tổng hết cái gian cấu của anh là tổng hết là chi phí nếu mà đi cấu như vậy là khoảng bao nhiêu? Mấy chục à? Mấy chục thì như mọi người cũng thấy không, đam mê câu cá nó không có giới hạn, và giới hạn của nó thì không bao giờ kể hết được, cho nên là rất là nhiều mọi người ơi, vài chục triệu cũng có, thậm chí có người chơi cả trăm triệu cũng có. Cho nên là riêng mà nói về đam mê câu cá thì gian của anh Đinh Hoàng Minh thì cũng vài chục triệu nha mọi người, thì mình cũng phải khùng đó. Đó là cả một vấn đề, cũng thì câu cá cũng đó, mình câu cá vì đam mê, câu cá vì thích chứ không phải câu cá về bán, hiểu không? Câu lấy cảm giác, lấy niềm vui, đó là sở thích của mình, mỗi người cũng có khác nhau mà, đúng không? Thì mình mọi người thì trước giờ mình cũng biết thời gian trước đây mình cũng là người ít nói chung là rất là hiền. Sau này mình tiếp xúc nhiều mình mới biết là mình là rất là vui vẻ mọi người. Mà mình có xem những clip trước á, mình thấy mình nói chuyện rất là hay, với lại nhiều đoạn mà anh Minh vui vẻ với cuộc sống đi câu cá mà mình hát nhiều nhau rất là hay. Mọi người để mình để đường link dưới lại cho mọi người cùng biết tìm hiểu về cái kênh của gia Nguyễn Minh cho mọi người. Nói chung lại á, trong công việc á mình rất im lặng, nhưng mà ra ngoài đó gặp mọi người mà chung với mình á, nói chuyện cả ngày luôn, lẫn đêm luôn, không ngủ luôn, nói chuyện hát hò thoải mái luôn, chạy múa luôn, cũng làm nó làm luôn, coi như là tất cả mọi thứ không quan tâm nhé, chăm chỉ vui, cần anh em vui là chính đó, vậy thôi. Mình lên cá là 10. Thì ngày hôm nay đi ra được gặp anh Đinh Hoàng Minh bên kênh đam mê câu cá, mình cũng thấy rất là vui. Tại vì má có cái máy nè, anh cũng có tình rất là hài hước nha mọi người. Mong rằng sau này những cái clip tới mà được anh Đinh Hoàng Minh máy ở đâu đó vậy mình hả? Câu cá hoặc là trải cung trải nghiệm vậy. Bởi vì mà đem vào quăng cờ lừa cho cái nước đường đầu tiên chút từ từ cháu đây bỏ đây uống đi, để đó cái dục đó đi, có gì dùng gom cũng coi như là mình câu cả lên rồi bạn đang người sẽ làm người làm cả đó, như vậy đó. Ok chưa? Ok yeah. Này hào tí cho mọi người ủng hộ nha mọi người, cũng như là mình đi câu với đam mê nhưng mà bạn đi làm ẩm thực, mình như bạn làm chung với nhau đó, cũng vậy là mình người câu cả, bạn là người làm cả, các người anh em cùng nhau ăn cả rồi. Ok rồi, ok bắt tay một cái. Cái gì cái đó nó lòng lắm, mình không giọng những các bơ gạt, mình sống vì đam mê thôi, mình không có quan trọng cái gì cả, anh em vui vẻ với nhau là được, đơn giản như vậy thôi. Dạ, đó rồi. Mình là người được kết nối và những cái chuyện mà tế như vậy á, hai ông này nói tiền lên mốt luôn á. Một lúc nào đó có như có nhiều mùi thuốc không nhỉ, hiểu quá mình sẽ nói ra không, bạn thấy hiểu là người mình thế nào, mình sống vì vui vẻ đích á, đó này vui vẻ với nhau đó, sau những ngày tháng làm việc mệt mỏi căng thẳng áp lực đó, để kiếm lại lòng tiền để lo cho cuộc sống gia đình, và sau đó mình muốn cho người mình thả lòng thả chi chết thì hãy sống vì đam mê vui vẻ hòa đồng đó, không có gì vui vẻ bằng thoải mái thiên nhiên. Thà mình ở trong cái tường ngột ngạt không phát gì, mình ra ngoài đây có thoải mái vui vẻ không đó, tối ngủ có gió lạnh rồi thổi mẹ nó sướng không đó, người mình nó thoải mái không, cuộc sống thiên nhiên đúng không, cuộc sống nó thật cho nên nhiều niềm vui hơn đó, ra đây cũng nhiều bạn bè đó không, mặc dù là còn rất là nhiều nhưng mà cá đấy không biết bao nhiêu đó, chú ý là vui là chính thôi, vui là chính vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Cảm ơn mình đã chia sẻ ngày hôm nay rất là tận tình mọi người, cảm một cảm xúc đối với anh em mình rất là vui. Thì để giao lưu với Minh thì đôi lời Minh Châu có gì để anh em kết thúc video đi không? Thì như ngày hôm nay thì anh em mình được đến giao lưu với anh Đinh Hoàng Minh thì cũng là lần đầu tiên, nhưng mà mình cảm giác rất là vui vì anh rất là hòa đồng và anh chỉ rất là chi tiết nha mọi người. Nếu mọi người thì ai trong cuộc đời của mình cũng sẽ có những cái trải nghiệm và đặc biệt là cũng có cái sở thích, nhưng mà nếu bạn nào có cái sở thích về đam mê câu cá thì hãy đến với kênh đam mê câu cá để mọi người biết được thì anh chia sẻ là rất tận tình, rất là chi tiết
về cách câu cá như thế nào, mồi câu cá như thế nào, và đặc biệt rằng là nếu bạn nào có mua mồi câu cá thì hãy liên hệ cho anh, mình sẽ để số điện thoại nha mọi người, thì có chi mọi người liên hệ rồi anh. Rồi nếu mà bạn nào muốn gặp anh Đinh Hoàng Minh thì hãy vào kênh và bắt đầu là liên hệ với anh, để rồi cùng đam mê với anh, cùng đi cái đam mê câu cá và anh em giao lưu với nhau, đó là rất là vui. Thì một lần nữa cũng xin cảm ơn anh rất là nhiều vì ngày hôm nay được gặp gỡ anh, được giao lưu với là em của anh rất là nhiều. Cách một bạn còn hơn bỏ đi một cái thùng. Dạ. Rất là vui. Dạ, có một bạn rất là vui. Vui là vui, vui. Tất cả vui thôi. Vui, vui. Vui và đam mê. Anh em mình cùng kết thúc clip trong ngày hôm nay nha. Cũng cảm ơn tất cả mọi người. Thì mọi người hãy cố gắng like, chia sẻ, ủng hộ, đăng ký kênh cho anh Đinh Hoàng Minh cũng như là cho kênh Châu Sinh Nai của mình nha. Bạn, các bạn nhớ đăng ký ủng hộ kênh Đặng Châu Sinh Nai nha. Mấy có 6.000 mấy lần ký thôi. Mấy ủng hộ anh 10 đăng ký. Rất cảm ơn mọi người nha. Và hẹn gặp lại mọi người trong những chi tiết tiếp theo của anh em mình nha. Tạm biệt. Để mồi vô để nắng hả? Để không mồi cá kia tắm nắng, nó khư nắng cá nó mới ăn. cái kiểu vậy mà. Ui chờ 24 phút. Trả lên. Lên hàng các bạn ơi. Vô tới bờ đúng rồi. Mẹ dê, mẹ dê. Con này nó mới vừa thôi bú à. Cá nó mới vừa thôi bú á các bạn ơi. Mẹ đây bự các bạn. Quá toàn, toàn là cá nó mới vừa thôi bú các bạn ơi. Nè. Nó mới vừa thôi bú không à, nó. Mới vừa thôi bú. Nó vậy thôi các bạn ơi. Nhìn thấy lên cá không? Hàng về. Cá mẹ đạt 99%. Đây 100% luôn rồi đó. Cảm giác thật là vui mốt. Trời ơi. Con này mới vừa thôi bú. Trời ơi, được rồi. Cá mè nữa các bạn ơi. Em này mới vừa thôi bú quá các bạn. Thôi bú rồi thôi học. Hả? Thôi bú rồi. Từ khi em thôi học hả? Là em đi với chồng luôn đúng không? Lên cá nữa nha anh em. Cá mè nữa rồi nha anh em ơi. Dự đoán là 88. 100% là cá mới. Con này chắc nó mới vừa thôi bú á các bạn. Tại vì hiện tại bây giờ cá nó vừa thôi bú không à. Đó, hai cái vô là biết là cá vừa thôi bú rồi đó. Ô, con mới bầu bú ngày hôm qua. Hiểu luôn. Đại bằng biết là con cá mè nó to cỡ nào rồi gì. Con này được nửa ký với mấy mà. Được con nửa nha các bạn. Được một bé nữa. Hôm nay chỉ có vậy thôi. Lên cá các bạn ơi. Khó lắm á mới được mới được em á. Nóng. Lê cả vô. Nhanh. Nhẹ thôi. Ôi, phiêu. Đây được tiếng này phẩm mọi người ơi, được đăng cấp nha mọi người đây. À, cả này cả gì anh? Cá mè. Cá mè. Đây một con cá mè mọi người, quay cần cành cho mọi người xem này. Đây. Vô địch thủ con cá mè nha mọi người. Đây, cân thủ đam mê câu cá đây. Mà sao nó lại mắc ở đây hay ta? Quá lưng. Lần đầu tiên mình được cảm nhận là cầm một con cá trên tay mà to như vậy nha mọi người. Đầu tiên tiền đâu? Thấy chưa? Đào quá. Rồi. Để cho bạn men review. Câu ấy khóa vừa nào đã. Vừa thử. Đi bữa đêm thứ bảy anh em mình đi tới chỗ chị nhập quê. Thấy chưa? Ngon rồi. Đấy, xuống đây. Đây. Thank you.